ta nhảy lên nào, đi ô đi nhảy lên ăn mừng đi nào. Biết tại sao phải ăn mừng không? Tại vì ngày hôm nay anh đã thi xong rồi. Và khả năng cao á, là cái ngày nghỉ Tết năm nay á, là anh với em sẽ được ăn một cái Tết trọn vẹn tình thân. Biết tại sao không? Lần này anh thi là bảo não là trên 8 điểm hết rồi các bạn fan ơi. Lần này mình chắc chắn là mình sẽ được học sinh giỏi vào học kỳ 1 này các bạn à. Hôm bữa là mình sợ nhất là mình sẽ bị rớt môn tiếng Anh. Nhưng mà mình vô mình làm bài thi là mình trúng tủ nha các bạn. Vậy cho nên là easy game. Thế cho nên là ngay bây giờ các bạn hãy bình luận cho anh biết đi, là các bạn có cái kỳ kiểm tra có ổn hay không. À, đối với mình là mình thấy khá là ổn các bạn à. Nên kỳ ăn Tết này của mình khá là vui. Nhưng mà mình biết ở ngoài đây là đâu đó các bạn fan của mình là có một số bạn làm bài không có được đúng không? Thì thôi mình chia buồn cùng các bạn nha. Các bạn phải cố gắng lên. Đây chỉ mới là học kỳ 1 thôi, các bạn đừng buồn. Thì cứ ăn Tết vui vui đi, mà mẹ chưa biết đâu, Tết vô mới biết. Tết vô mới họp phụ huynh mà sợ gì. Ok, thế cho nên là các bạn cố gắng nha. Để học bài học kỳ 2 là cố gắng làm lại. Hoặc là giữa kỳ 2 cố gắng làm lại nha các bạn. Để cuối năm ngon. Nhưng mà thôi được rồi, bây giờ học kỳ 1 cũng đã qua rồi. Chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi. Ngay bây giờ là cái chuyện sắp tới nè. Biết là chuyện gì không? Chuyện là con quỷ này nó đói, nó muốn nhờ mình đi kiếm đồ ăn cho nó rồi nè. Mày đợi ở nhà đi. Hôm nay muốn ăn cái gì anh sẽ mua cho chú ăn. Sao muốn ăn cái gì? Ê, nhìn mặt chú là anh biết là chú muốn ăn gà rán ấy. Ê, đúng rồi, anh cũng muốn ăn gà rán. Đến đi mua gà rán cho hai đứa mình ăn nha. Quá mày nẹt kia đây. Gì nữa? Trời ơi, gà rán chưa đặt mày lấy ship nữa rồi sao? Thôi dạo này ship hơi lẹ rồi đó. Tao mở ra coi. Ui quái trời đâu vậy chứ đặt gà rán ra gì đây? Ui đặt gà rán mà nó ra cái gì? Bika Bika Nomi là cái gì vậy trời? Sao nhìn giống như chát quỷ vậy? Ori ơi, Ori mày có lên shop e mày mua chát quỷ không vậy Ori? Mày ra mày coi coi, mày có lên shop e mua chát quỷ không? Mình ta giao chát quỷ vô nhà mình cơ mày. Trời, tao kêu là mày đi mua gà rán đồ KFC đồ tiểu ăn, mày đi mua cái gì vậy? Để anh ra anh coi thử, anh nghiên cứu coi. Gửi anh Jay bởi fan One Me. À, cái này không phải là con Ori nó đặt hàng các bạn ơi, mà cái này nó là một bạn fan tặng cho mình. À, đâu đi mình thử mình đọc coi. Ôi đi vậy, tự mua gà đáng để anh đọc cái này cái. Yo, hè lố, hè đâu mà hè, em này đang mùa xuân mà. Hè lố anh Jay, em có tin vui nè. Hôm nay em đã thi xong rồi. Ở vậy, giờ giống anh, Ok, ok. Em sẽ tặng cho anh sức mạnh của các đô đốc hải quân siêu ngầu trong vua hải tặc nha. Đầu tiên thì em sẽ tặng cho anh trái ánh sáng của đô đốc Kizaru, người đàn ông nhanh nhất thế giới. Nếu anh muốn có thêm nữa thì qua trang đi, em sẽ chỉ chỗ cho anh qua trang để xem. Ok ok, chỗ gì nhiều vậy? Những nơi cất giấu sức mạnh. Một, ngọn đồi của đơn đô đốc Kuzan Aokiji. À, hai, dưới hang Wakada đô đốc chó lửa Akanu. Câu ba, dưới gầm giường của sư phụ đại tá Smoker. Câu bốn, tiệm tập hóa dì sáu thất vụ hải đô Flamingo. Ok, câu năm, tiệm bánh hoàng tử bé thất vụ hải Crocodile. Câu 6, phòng cảnh sát trưởng Kuma. Ông Kuma hình như này cũng ở trong thất vũ hải hay sao nè. Ai là fan của vua hải tặc và fan của anh Jay thể để lại một like giùm đỡ cái kênh nha mọi người. Đó các bạn ơi, những bạn là fan của vua hải tặc và fan của mình, nhớ để lại cho mình đăng ký kênh nha. Và cũng như là đừng quên hãy nhấn nút like cho video này nha các bạn nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã làm giúp mình hai chuyện đó luôn. Trời ơi, hợp lý Ori ơi. Ngày hôm nay được làm tiếp những nhân vật ở trong bộ phim One Piece rồi. Ok, cái gì đây? Câu hỏi hát não hả? Ờ vậy để này tí nữa nha bạn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ sử dụng trái Bika Bika. Chỗ ba trái luôn hả? Hình như ba trái này là ba loại năng lực khác nhau phải không? Để bây giờ mình thử ăn trái đầu tiên coi. Bùm. Wow. Bây giờ mình trở thành đô đốc Kizaru nè. Phải không? Bạn ấy nói là Kizaru đúng không? Đúng rồi đó. Người đàn ông nhanh nhất thế giới. Trời, mình chạy cũng nhanh nữa bạn. Wow, nhìn cũng đẹp trai phết. Tính ra mình mặc bộ này nhìn cũng hot boy ấy nhỉ. Ok ok, thử qua trái thứ hai coi. Bika Bika Nomi 2 coi. Vô. Hình như là mỗi lần ăn vô là có thêm một hiệu ứng mới nè bạn. Hồi nãy là trên đầu của mình, bây giờ là hai cái tay của mình. Vậy là bây giờ tới đâu đây? Trời ơi, bây giờ có ngay kiếm ánh sáng luôn rồi nè. Wow, trời nhìn đẹp quá hả. Để thử chém con cuộn cái coi. Mày hả cụ, trời ơi. Mạnh nha mày nha, bây giờ mình mạnh rồi nha. Ê, ông dân làng cho tôi test skill cái nhạc. Ông dân làng này đang hâm he đồ của tôi. Ủa gì vậy?
sao chém dân làng hai cái vô chết nữa. Ồ, hai cái chết rồi bạn ơi. À, nhưng mà cũng tính ra là cũng mạnh đây. Mình là một đô đốc, là người đàn ông nhanh nhất thế giới. Ok ok ok, chỗ tiếp theo là đâu vậy? Nghe hấp dẫn đó nha. Ok, thứ hai là ngọn đồi cô đơn, đô đốc Aokiji. Ngọn đồi cô đơn là trên đây nè bạn ơi, để mình đi lên trên đó nha. Ngày hôm nay các bạn nhớ bấm like ủng hộ cho mình nha bạn. Không phải được làm các đô đốc của hải quân, sướng thiệt cái chứ. Đó giờ mình toàn làm mấy hải tặc các bạn ơi, được làm đô đốc luôn á. Đô đốc là đi bắt mấy hải tặc đó nha. Giờ trên đường mà thấy hải tặc là sự hải tặc có luôn á, chứ còn gì nữa đó các bạn. Ví dụ như gặp Luffy thì thôi chắc phải bỏ chạy quá. Luffy mạnh lắm bạn à. Ok đây nè. Đây là ai đây? Hie Nomi là người nào vậy trời? Từ từ để mình, lại mình mở lại mình coi cái đã. Đó chính là Kuzan Aokiji nha bạn. À, đô đốc Kuzan Aokiji á. Để mình thử mình xài cái trái của ổng là trái gì đây. Let's go. Wow, trái này hình như là trái băng các bạn. À, mình nhớ rồi. Cái ông này là cái ông cựu đô đốc nha các bạn nha. Tại vì bây giờ không làm đô đốc nữa rồi. À, biến hình qua cách số 2 coi. Qua cái số 2 là người nhiều băng hơn, là chân tay đồ mặt là có băng luôn các kiểu. À, nhìn cũng đẹp trai hơn rồi đó. Cái số 3 coi. Ui, ôi cái số 3 biết nhìn giống gì không? Nhìn giống như con cá mập. Giống như mình đang có 4 cái vi cá xung quanh mình với các bạn. À, vậy là người mình mọc băng tùm lum á. Nghe nói là mình có khả năng đi trên biển nha bạn nha. Biết là sao không? Tại vì mình đi tới đâu là đóng băng tới đó đó bạn. Wow, bây giờ mình được nhảy cao mà được chạy nhanh hơn luôn rồi nè. Wow, được nha. Không biết ước gì để có thằng nào cho mình đập lộn các em. Ông trên đêm có đeo cho tôi đập lộn mấy ơi? Không có rồi. Trời, không có ông tụi em đêm đây sao mà đập lộn được đây, buồn thiệt cái chứ. Thử đập con cừu này coi. Đấm một phát. Trời ơi. Ôi, mạnh nghe, mạnh nghe. Ê, không biết là ví dụ như là cái ông đô đốc mà cái hệ băng này nè, mà ông quýnh lộn như là cái ông đô đốc hệ lửa, hệ mắt ma thì ông nào thắng ta? Nghe nói là chuẩn bị được làm ông đó luôn á, phải không? Đúng luôn nè. Dưới hang Wakanda, đô đốc chó lửa Akanu. Trời ơi, sao tên ông nghe kỹ vậy? Sao ông đọc tên là gì? Nó đỡ hơn đi, tên ta đọc là chó lửa. Ok, để mình thử coi xuống dưới Wakanda coi mọi người có được làm mẫu không nha. Ở đây nè, phải không? Chuẩn rồi nè các bạn ơi. Magu Nomi. À, đây là trái của ổng. Sao có con trái duy nhất vậy? Không giống mình mang trái gì mà có đúng một trái duy nhất. Không giống như mình hồi nãy giờ được ba trái lận. Ây da, để mình giờ mình thử nha, biến hình cho bạn xem luôn. Ăn vô nào anh Jay ơi, let's go. Nhầm. Trời. Ui, chó lửa Akanu nè bạn. Ôi, ông này nhìn ngầu thiệt á chứ. Ôi nhìn đẹp nha. Hai cái tay mình được bọc mắt ma lại nè. Hình như đây là Haki mà sao mà bọc mắt ma vô Haki á. Rồi xịt khói lum tùm la nữa bạn. Và cái mặt của mình nó cũng giống như gần biến hình thành mắt ma luôn rồi các bạn ơi. Hình như là trái này là trái hệ Logia phải không trời. Ok thử đấm bò coi. Wow, đấm phát con bò chết luôn. Đấm con heo coi. Ui chết luôn. Ui mạnh vậy ta. Đấm con bò nữa. Ui, mà kiểu mình đấm mình cũng không bị mất sức mạnh của chát quỷ nữa bạn. Mình đấm thoải mái luôn, gặp đứa nào mình cũng đấm được. Ê, ví dụ như qua giờ qua gặp Romander, đấm chất Romander nó khóc luôn á bạn. Ê, vậy tính ra mà cái ông Akanu này á, mà ông quýnh lộn với lại ông Hie Nomi á, là cái ông Aokiji á bạn. Hai người nó mà quýnh nhau á chắc là long trời lở đất luôn bạn ơi. Hình như là nghe nói là có một cái tập nào đó cũng liên quan tới hai người này quýnh nhau, nhưng mà chưa có được gọi là xác nhận là ai là người thắng á bạn. Trời, không xác nhận thì sao biết. Muốn được xác nhận thì tôi biết ai là người mạnh hơn á chứ, băng với lửa đúng không? Chứ bây giờ kết hợp lại là thành close up lửa băng là bán kẹo bánh răng à. Ok rồi tiếp theo nào. Ok, dưới gầm giường của sư phụ đại tá Smoker. Đại tá Smoker là trái khói phải không? Trái khói. Đâu dưới gầm giường sư phụ ở đây nè phải không? Ở đây nè, nhìn là biết liền luôn. Đây, Moku Nomi các bạn. Trái này nhìn là biết trái khói luôn các bạn. Trời, trắng tinh như khói nè. Nhìn cũng đẹp phết á. Để giờ mình tháo cái sức mạnh của chó lửa cả đã. Rồi bây giờ mình sẽ mặc cái này vô nha. Let's go. Wow. Ui, cái bộ này hợp với skin của mình quá à. Wow, các bạn coi này nhìn đúng hợp luôn á. Để mình ăn cái thứ hai coi. Cái thứ hai là nhiều khói hơn ở chân nữa. Cái thứ ba là một đống khói luôn. Trời ơi. Ê, mà nhìn tới đây nó hợp với skin của mình lắm luôn á bạn. Các bạn nhìn kỹ nè. Đó, cái logo Batman nó nằm ở trong. Thật ra là cái ông này á, mình nhớ mình coi phim á, là ông sẽ để lộ ngực ra giống như kiểu khoe cơ bắp á bạn. Nhưng mà do cái skin của mình mặc cái Batman bên trong rồi nên không có thấy. Cũng được á, dễ nhìn khá là hợp với bộ đồ của mình. Trên tay của ông là có rất là nhiều thuốc lá luôn bạn à. Ông này cũng có một cái biệt tài rất là hay, đó chính là hút một lần hai điếu. Ôi dữ vậy.
Ôi biệt tài đi, hút kiểu đây chắc vô bệnh viện sớm rồi. Nhưng mà tại vì ổng là smoker mà, cho nên là ổng càng nhiều khói là ổng càng thích cho các bạn. Nhưng mà mình khuyên các bạn là đừng hút thuốc, tại vì hút thuốc là không có tốt cho sức khỏe các bạn ơi. Ok, rồi thử test sức mạnh coi. Đấm này cái coi, trời chết luôn. Ghê thiệt á, đấm ông dân làng coi có mấy cái là chết nha các bạn. Để mình thử mình test. Đấm một phát, đấm hai phát. Ôi, vậy là cũng bằng ông Kizaru à. Mà ông này hình như chưa được làm đô đốc nữa, mà ông này mới là đại tá thôi các bạn à. Không biết đại tá đô đốc ai bự hơn. Mình nghĩ khả năng cao chắc là đô đốc mà sẽ là người mạnh hơn các bạn ơi. Ây ơi. Vậy thì bây giờ qua chỗ tiếp theo luôn đi. Đó là ai vậy? Đó là tiệm tạp hóa gì sao? Thất Vũ Hải Đô Flamingo. Chắc là nhiều bạn đang hỏi là ủa anh Jay, sao giờ có Thất Vũ Hải? Thất Vũ Hải là mấy hải tặc mà anh Jay. Sao trong đây là nãy giờ toàn là làm đô đốc hải quân không ạ? Thì biết tại sao không? Mày biết tại sao mà bạn Phan Quang Bi bỏ vô rồi? Tại vì những người mà của Thất Vũ Hải á thì còn được gọi một cái biệt danh khác, đó chính là chó của chính phủ nha các bạn à. Ở đây mình không có gọi là sỉ nhục nha, nhưng mà tại vì trong phim mà người ta nói như vậy là do bởi những người này á là làm việc cho chính phủ à, là vừa là hải tặc mà vừa làm việc cho hải quân, nó mới ghê chứ. Mấy người này mình thấy đúng ảo đúng không bạn, vừa là hải tặc lại vừa làm việc cho hải quân, là mình muốn bó tay, đúng là bóp đồng đội thiệt cái chứ. Ok, bây giờ mình đi qua chỗ này là Flamingo nè. Ôi cái màu này cũng giống ổng lắm luôn á. Rồi bây giờ thử vô coi. Đây là trái Ito Ito Nomi, là trái hệ tơ các bạn. À trái tơ. Rồi thử biến hình coi. Đó. Ủa cáo trạng của ông đâu? Tôi nhớ ông này có cáo trạng mà ta. Ông này là mặc cái quần màu hường nam tính nè bạn. Rồi, ôi có áo choàng rồi nè. À, mình ăn trái thứ hai rồi nó có cái áo choàng. Ôi dễ thương nha. Áo choàng này dịch kiểu không biết là cái ông này ổng có bị 3D không nữa bạn. Nhìn nóng mặc vô đồ kêu lấp lánh và kêu sao à. Ok rồi, cái thứ ba nè. Bây giờ tơ ra nhiều rồi nè bạn. Thấy tay mình nó búng ra tơ luôn không? Trời ơi. Cái này bộ này mà nó thiệt các bạn luôn á, mà dành cho những bạn nào mà kiểu thích màu hường nam tính á là chuẩn xác luôn. Nhìn khá là đẹp các bạn à. Ok rồi, ông này là hải tặc nhưng mà ông làm việc cho hải quân nha các bạn nha. À nhưng mà trước khi bắt đầu qua ông tiếp theo á thì bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chương trình câu hỏi hắc não để cho video này nó bớt màu hường nam tính nha bạn. Giờ đến như màu đen u tối coi anh em trả lời được không nha. Câu hỏi hắc não của bạn Phan Quanh Bi bắt đầu. Câu hỏi ngày hôm nay đó chính là trong đây ai là người đã giết Ace? Ui, cái này hơi đắt rồi đó. Đắt bủ bủ lờ mau á. Ai mà là fan của Ace ở trong đây á, chắc là đang khóc dữ lắm. Nhưng mà thôi anh em là fan của Ace thì phải biết trả lời câu này nha. A. Đô đốc chó lửa Akainu. Câu B. Cựu đô đốc Kuzan Aokiji. À, thấy chưa, mình nói là cựu đô đốc mà. Câu C. Đại tá Smoker. Câu D. Đô đốc Kizaru. À, nãy giờ 3-4 người này là mình đều review luôn rồi nè. Các bạn hãy trả lời câu hỏi bằng cách bình luận ở dưới video này nha. Mặt cười. Đó các bạn ơi. Ngay bây giờ các bạn đã có câu trả lời chưa? Có rồi đúng không? Thì hãy bình luận phía dưới nha. Trời ơi, dễ luôn á. Trong đây ai là người đã giết Ace? Ấy, Akainu hay là Aokiji hay là Smoker hay là Kizaru, các bạn hãy trả lời liền các bạn à. Trời ơi, nhưng mà câu này mà nói nghe thì cũng hơi đắt bủ bủ là mau đó các bạn à. Đặc biệt là những bạn nào theo dõi cuộc hành trình của Luffy là sẽ thấy Luffy ôm Ace trong lúc mà Ace vừa bị đấm một phát xuyên bụng nha các bạn. Trời ơi, mình chỉ nói tới đó thôi, còn lại là các bạn tự bình luận nghe. Câu trả lời mình sẽ bình luận ở cuối video. Ok rồi, bây giờ đi qua chỗ tiếp theo nào. Theo là ở đâu vậy? Tiệm bánh hoàng tử bé Thất Vũ Hải Crocodile. Đây là tiệm bánh màu vàng rồi đó bạn ơi. Ok, cho ở đâu vậy ta? Trong đây phải không? Đây phải không? Cũng phải không? Chắc là đây rồi. Ồ đúng luôn. Suna Nomi. Hình như trái này là trái cát đó các bạn. Ok, đây bây giờ mình thử mình ăn vô coi nghe. Trái cát đúng không? Let's go. Ui. Ủa cái tay của mình này, nhìn đó bạn, các bạn thấy cái tay của mình không? Trời ơi, cái tay của mình giống như mấy ông cướp biển thật thụ ghê á. Wow, nhìn cái tóc của mình nè. Ủa cái này phải cái tóc không trời? Cái này không biết là cái tóc hay là cái gì nữa. Ê, mình nhìn mình khá là ngầu nữa bạn. Wow, crocodile á. Rồi qua trái thứ hai coi. Cái thứ hai là kiểu nhiều hơn. Hình như mấy cái đó là cát các bạn ơi, chứ không phải là tóc đâu. Cát. Cái thứ ba luôn nè. Trời, cái thứ ba là nhìn kiểu xì bà chào thiệt luôn á. Nó quá trời cát luôn.
Nghe nhiều bạn nói là cái ông này á, mặc dù á là thuyền trưởng nhưng mà lại không có mạnh lắm các bạn. Nhiều bạn nói mình vậy nhưng mà mình cũng không biết nữa. Nhưng mình tin khả năng cao là ông này khá là mạnh, vì ông này sở hữu một trái của hệ Logia thì phải. Hệ này có khả năng biến hình nha bạn. Biến hình cát đồ thu đồ bye bye đồ các kiểu. Mình thấy cái hệ này mà có bay là mình thấy hơi mạnh rồi nè. Cũng được ha. Rồi đi qua chỗ cuối cùng nào. Đó chính là ở đâu? Phòng cảnh sát trưởng. Cái ông này tên là Kuma. Cái ông này là cũng ở trong thất vũ hải luôn nè. Lại là mấy người phục vụ cho mấy ông hải tặc hả? Mấy ông hải quân hả? Đúng là bóp đồng đội thì cái chứ. Đây là phòng cảnh sát trưởng nè các bạn ơi. Chắc ở trong đây rồi. Đây nè, Nikuyu, Nikuyu Nomi. Trời ơi, toàn là tên tiếng Nhật Bản thôi. Mình kiểu mai mốt mà các bạn mà coi phim One Piece nhiều là bạn đều giỏi tiếng Nhật Bản luôn nha. Em có sai không? Em không sai. Anh cũng không có sai luôn. Chứ ai sai? Ai sai, ai biết ai sai? Anh em muốn tôi nói con nó ra đâu có được. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm Nikuyu. Ok, Nikuyu, trái Nikuyu này là của ông Kuma nha bạn nha. Biến hình. Trời, mày biết trái này. Trái này hay còn được gọi là trái paw paw đó bạn. Trái này nó có khả năng tấn công để cái tay vô, nó sẽ đẩy vật thể đi chỗ khác, hay để đẩy thì chiêu qua chỗ khác đó. Ví dụ như các bạn chưởng lửa cho người ổng đúng không? Ổng lấy hai cái tay hai bên đẩy cái chiêu chiêu gọi xong khỏi chưởng luôn. Tao thử qua cái số 2 coi. Cái số 2 là để qua hai cái ở trên. Trời ơi, công nhận biết nhìn giống ai không? Nhìn giống như là idol của mình các bạn. Giống như idol sử dụng trái mochi mochi của mình ghê luôn á. Ok, qua trái số 3 nè. Wow, trái số 3 là nhiều các bạn tay hơn. Và xuất hiện cái dòng bồ đỏ xung quanh. Ui đẹp thật sự. Và trong phim là bỏng bự luôn á. Còn trong đây thì mình thấy mình hơi nhỏ. Mình chỉ mặc bộ đồ cổng vô thôi à. Vậy trong phim mà chắc là cũng thứ dữ lắm nha các bạn nha. Vậy là ngày hôm nay mình đã có thể cho các bạn xem được tổng cộng là 3 người của hải quân và 3 người là của hải tặc nhưng mà phục vụ cho hải quân các bạn à. Vậy cho nên là ngay bây giờ các bạn đừng quên hãy để lại cho video của mình một nút like ủng hộ cho mình nha. Còn những bạn nào lần đầu tiên đến kênh của mình á thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký dưới nha các bạn. Ngay bây giờ thì mình sẽ trả lời cho bạn nghe câu hỏi não của mình trong ngày hôm nay chính xác là cái gì. Thì câu hỏi ngày hôm nay á chính xác nhất á, đó chính là câu A nha các bạn nha. Đồ đốc chó lửa Akainu là người đã đấm chết Ace. Chắc là nhiều bạn đang hỏi là ủa anh Trang, Ace là hệ lửa mà đô đốc chó lửa thì là hệ mắt ma, là hệ nhung nham. Nhung nham với lửa kết hợp lại là phải mạnh hơn chứ sao lại giết được nhau. Thì lúc đó ông ấy ổng nói với một câu như thế này nè, đó chính là ổng sẽ dùng cái gọi là mắt ma của ổng để ổng đốt cháy lửa luôn. Thấy ghê không? Có nghĩa là ví dụ lửa là khoảng 1000 độ C đi. Ví dụ vậy, mình ví dụ nha các bạn. Thì mắt ma ổng cho là 1 tỷ độ C. Nhiều độ hơn là đốt cháy cái lửa kia luôn. Lửa mà còn bị đốt cháy chính mình nữa bạn. Hay là ảo không bạn? Còn mình thấy cái phim này nó ảo thật sự luôn. Mấy cái nhà vật lý học vô coi phim này chắc hơi xú nha mày nha. Ok được rồi, mình cảm ơn các bạn đã xem được của mình ngày mai rất là nhiều. Mình nào trả lời đúng thì mình sẽ thả tim cho. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở đôi lần sau nha các bạn fan thân yêu. Bye bye.